Và xin chào các vị, hiện tại thì mình đang có ở đây chiếc siêu phẩm OnePlus 7 Pro đầu tiên đã về Việt Nam. Ngay khi nhận được chiếc máy này thì mình dành một vài phút trải nghiệm với nó và chia sẻ luôn mọi người, thì cửa hàng D-Store đã đem về Việt Nam. Đáng tiếc là cái ứng dụng của cái máy này là cái trình duyệt web nó lỗi luôn rồi, mình không mở website của D-Store được, nên mình sẽ để link bên dưới cho các bạn xem, cũng như là group trên Facebook, bởi vì họ hay nói chuyện và cũng như trao đổi mọi người về sản phẩm trên Facebook hơn. Rất cảm ơn D-Store. Còn bây giờ mình sẽ nói qua về cái sản phẩm này. Cái đầu tiên là mình sẽ cần phải nói về màn hình, bởi vì nó là một cái điện thoại màn hình tràn hoàn toàn. Bạn thấy là nó đã bỏ đi cái tai thỏ không có giọt nước, mà mọi người nhìn kỹ đi, cái viền bên trên nó rất là mỏng đúng không? Và màn hình này cũng được là làm màn hình cong hai bên. Nhìn sơ qua các bạn nhận ra nó là kiểu màn hình giống với người anh em cùng cha khao nội, là chiếc Oppo 5X. Đó, các bạn thấy là viền màn hình rất là mỏng. Các bạn chưa thực sự tinh ý, thực ra đây là chiếc máy được dán sẵn một miếng dán màn hình rồi. Đó, các bạn nhìn thấy đây này. Nhưng mà dán nó cũng rất là tốt, nên mà cho người ta cảm giác là không khác gì so với màn hình chưa dán. Để cho mà so sánh cái tốt nhất thì mình cũng đã có ở đây một chiếc Oppo 5X để mà mình so cho mọi người coi. Thì các bạn thấy là viền của hai chiếc máy này gần như là tương đồng với nhau. Đấy, rất là giống nhau luôn, viền là đồng đều, cách bo cong. Cái cằm bên dưới của nó thì cũng là tương đồng. Và bên cạnh đấy thì với độ phân giải của nó là Quad HD Plus, thì nó là chiếc điện thoại đầu tiên độ phân giải này mà có được tần số quét là 90Hz. Nó cực kỳ, nói chung là các bạn sẽ rất khó để nhìn qua video được, mà khi mà các bạn được trải nghiệm vuốt, các bạn nhìn các nội dung trên này nó sướng á, nó rất là phê. Và đấy là lý do tại sao mà rất nhiều reviewer và các trang báo uy tín đã đánh giá đây là một trong những màn hình xuất sắc nhất ở trên điện thoại di động. Nếu mà tần số quét cao hơn thì mình có cái con đó là gaming phone của Asus. Nhưng mà nếu mà về một chiếc điện thoại bình thường mà lại độ phân giải cao như thế này thì chúng ta sẽ có cái sản phẩm OnePlus 7 Pro là đầu tiên. Con LG Phone chỉ có Full HD Plus thôi. Để các bạn thấy là thao tác con này nhanh kinh khủng khiếp. Về giao diện thì hiện tại là do cái bản này là bản đến từ Trung Quốc, nên mà nó không có cái giao diện giống như bản của nước ngoài. Họ review là bản của Mỹ, là bản quốc tế. Thì cũng có các cái tùy biến là 90Hz hoặc là 60, và nó nói rằng là cái này sẽ ảnh hưởng đến cái trải nghiệm màn hình ta là có mượt hay không. Bên cạnh đấy, các bạn nhìn cái thao tác vuốt cử chỉ của mình ấy, cái hiệu ứng chuyển của nó rất hay. Thì các bạn thấy không, nó rất là nhanh, nhanh kinh khủng khiếp luôn đấy. Và ở pha màn hình hiển thị này, chúng ta cũng có thể tùy chỉnh được, như là chế độ nâng cao về hiển thị video cho nó xịn hơn. Rồi mọi người cũng có thể tùy chỉnh được, như là độ phân giải hiển thị Quad HD Plus, hoặc các bạn chỉnh về Full HD Plus, rồi chỉnh được cái màu sắc màn hình hiển thị. Độ trung thực cao thì chỉnh cái này. Các bạn cần màu sắc tươi thì Vivid. Các bạn thấy là có sự khác biệt rõ rệt đúng không? Mình chỉnh ở trên video các bạn cũng nhìn ra được luôn. Bên cạnh đấy thì cái chiếc smartphone này thì đang sử dụng cái cấu hình thì khỏi phải bàn. Hiện tại đang là Snapdragon 855, 6GB, 128GB, 3 cam là 48, 16 và 8 MP. Thì các bạn thấy là phía sau này là camera của nó là một cái 48 MP, là sử dụng cảm biến của Sony. Vì vậy nên mà nó cũng sử dụng cái công nghệ là gộp điểm ảnh lại cho khả năng chụp tia sáng của nó tốt hơn. Cũng có thể chụp ra ảnh 48 MP tùy các bạn. Một cái cam nữa là đo chiều sâu là cam tele, và một cái cam nữa là cam góc siêu rộng. Thì mình sẽ có thử nghiệm chụp ảnh sau. Còn nay là mình chỉ mở hộp thôi. Và các bạn thấy cái màu sau của nó là màu hơi tím và có màu rất là đẹp, quay lên video rất khó, chỉ ra được màu đen thôi. Nhưng nó có ngả tím ở ngoài đời. Các bạn thấy là ánh sáng ngả vào cái màu của máy trông rất sang. Máy này thì rất là nặng và đầm tay, tức nghĩa là nó không có bị nhẹ quá, tại vì mình đang dùng cái Mi 9. Con Mi 9 này nhẹ như đồ chơi so với OnePlus 7 Pro. Thì cả hai máy đều có cảm biến vân tay quang học ở trong màn hình. Nhưng mà cái cảm nhận của mình cho thấy là cái OnePlus 7 Pro này, vân tay của nó cũng cực kỳ là nhanh. Tức nghĩa là nếu mà mình cũng đang sử dụng trước S10 là S10 Plus thì nó không khác biệt mấy. Cái này là mình phải, đó, mình phải chạm vào cho nó sáng màn hình lên. Do mình không bật chế độ là nâng máy lên mà mở sáng giống như kiểu là con Mi 9 này, thì các bạn thấy là cái vân tay nó rất là nhanh, và các bạn giữ lâu hơn một chút nó sẽ kích hoạt ra các cái shortcut. Nhìn chung là so với Mi 9 thì vân tay cả hai con này mình đang thấy là nó cũng tương đồng với nhau. Mình nhá, nhìn này. Đó, nhanh lắm, cực kỳ là nhanh. Và về cái chiếc OnePlus 7 Pro này thì cái camera trước của nó được đặt ở phần cam thò thụt. Thì các bạn thấy là khi mà chúng ta bấm camera trước thì nó sẽ thò lên, và các bạn thấy là phía sau làm cũng rất là liền mạch đúng không? Nhìn chung là cái máy này hoàn thiện, cũng như là các chi tiết của nó đẹp tinh xảo lắm, cho các bạn nhìn thấy từ trên xuống này. Đó, nếu ta tắt cái camera đi, trông nó vẫn rất là liền mạch rồi đúng không, trông rất là xịn. Và cái phần mà mặt trước này đấy, nhờ vậy nó sẽ tối hóa được toàn bộ màn hình hơn. Và camera ở phía sau thì cũng có rất nhiều chế độ chụp và quay video. Đây là các bạn thấy là 0.6x, chụp zoom của nó là 3x, và nó có thể zoom điện tử tối đa chúng ta là lên tới 10x các bạn nhé. Có portrait, có nightscape để chụp ảnh và chế độ ban đêm. Về camera thì thấy bảo là ngày xưa OnePlus chụp tệ, bây giờ thì cải thiện hơn nhiều trên con OnePlus 7 Pro. Chúng ta sẽ cần kiểm chứng lại sau. Bên dưới của máy thì sẽ cũng có công nghệ sạc nhanh là Warp Charge 3.0. Mọi người sẽ có khay đựng SIM, ta sẽ có mic thoại cũng như là loa ngoài.
đấy, giao diện này, đấy, đa nhiệm mọi thứ, chúng ta có thể up ROM quốc tế một cách bình thường. Màn hình của nó thì được gọi là Flut AMOLED 6,67 inch. Nói về cái việc là nó được cong hai bên thì gọi là Flut thôi. Vẫn là dựa trên Android 9 tùy biến với Hyperion OS. Các bạn có thể cài lại bằng phiên bản quốc tế. Chúng ta sẽ xem tại cái bản này là full box ở bên cửa hàng của D-Store thì mình sẽ có một cái bộ sạc watt charge rất là to. Bạn thấy này, tới 30W rất là khủng khiếp. Và chúng ta sẽ có cáp của nó là cáp Type-C. Bên cạnh đấy thì trong hộp chúng ta sẽ còn có một cái bao cao su các bạn bảo vệ cho máy, bởi vì là cái mặt lưng này sẽ rất là trơn, dễ trầy xước, bám hôi dấu vân tay nên các bạn không giữ gọi nó cẩn thận một chút. Như vậy qua video lần này mình đã chia sẻ cho các bạn về cái chiếc OnePlus 7 Pro mở hộp cái bản đầu tiên về Việt Nam. Tại Trung Quốc thì nó rất là đẹp, hoàn thiện cao cấp, xịn, máy rất sang đúng không? Cực kỳ sang, chắc đầm tay, màn hình hiển thị của nó đẹp và quá xuất sắc. Camera cần phải đánh giá thêm, hiệu năng thì khỏi phải bàn bởi vì con này đang là con thương mại đầu tiên bán ra sử dụng bộ nhớ trong UFS 3.0 và nó Snapdragon 855 để giao diện rất là nhẹ. Nói chung là con này giao hiệu năng của nó quá khủng khiếp. Thì các bạn nghĩ sao và các bạn nghĩ giá nó bao tiền? Hãy comment cho mình biết và cũng như là ý kiến về sản phẩm này. Hẹn lại anh em ở các video sau.